Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại mình đang trong cái xe Toyota Corolla Altis nha các bạn, đời 2018. Thì xe này mình bán được cho khách ở Cần Thơ nha các bạn. Thì nói chung anh khách này ảnh cũng mua xe và anh cũng thích một cái bao tay lái bọc lên cái xe này. Đó, thì sẵn tiện mình thấy vậy cho nên mình mua luôn cái bao tay lái tặng cho ảnh luôn. Thì mình đang từng chuẩn bị lắp cái bao tay lái lên xe của ảnh. Thì mình làm clip ngắn luôn để mà hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta lựa chọn bao tay lái cũng như là cách mà tự lắp như thế nào đó, để cho các bạn chúng ta có thể là ví dụ như chúng ta cần á, chúng ta có thể tự mua luôn và tự lắp luôn đó, không cần phải nhờ đến mấy anh em bên phụ kiện nha các bạn. Thì về bao tay lái thì nói chung thì trên thị trường đó nó có rất là nhiều loại nha các bạn. Thì từ dao động từ khoảng 100, 200, 300, có loại 800, có loại 1 triệu mấy nữa. À, tùy vào cái chất liệu và cũng như là cái đường chỉ mai nó có bền hay không. Thì về lựa chọn bao tay lái á, thì mình khuyên các bạn nên lựa chọn cái loại nào mà cho nó tốt xíu, cái da nó tốt, để khi các bạn lái xe lâu á thì cái mồ hôi tay các bạn ra nó không có bám lên và nó không gây trơn cái bao tay lái. Và nó thoát cái hơi nước nó nhanh, để không có bị ướt cái bao tay lái nha các bạn. Và cái thứ hai nữa thì về cái bao kích cỡ của bao tay lái á, thì đối với các cái dòng xe của Toyota á, từ 5 chỗ á, thì nói chung là nó cũng xem nhau về cái size, nó cũng tương tự nhau về cái size. Còn đối với 7 chỗ thì size nó khác nha các bạn. Cho nên khi các bạn đi mua bao tay lái á, thì các bạn tốt nhất là các bạn khi nói với cái cửa hàng á, thì người ta sẽ về cái xe của bạn là cái hiệu gì, ở mấy chỗ, để người ta lựa chọn cái bao tay lái cho nó đúng kích cỡ nha các bạn, để tránh cái việc mà các bạn mua về mà không đúng kích cỡ thì gắn vô nó không có được. Thì hiện tại thì mình đang có trên tay cái bao tay lái này, nhìn rất là đẹp luôn, xịn sò, nhìn nó rất là nặng tay nha các bạn. Cái bao tay lái mà tốt á thì cầm lên nó cảm giác nó hơi nặng, còn cái loại dởm á thì cầm lên nó nhiều à. Với lại cái đường chỉ mai nha các bạn, cái đường chỉ mai nó phải nhìn nó sắc sảo một xíu. À, thì mình đang chuẩn bị lắp cái bao tay lái lên cái xe này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp luôn. Về cái lắp bao tay lái á, thì các bạn để ý nè, thì thường xung quanh một cái bao tay lái á, nó sẽ kết thúc bằng một cái vết nối nè, cái vết nối mai liền lại nè. Thì cái vết nối này á, thường thì mình nên mang tính thẩm mỹ á, thì mình sẽ để nó phía dưới cái vô lăng nha các bạn. Trước tiên thì các bạn sẽ chỉnh cái vô lăng này sao cho nó ngay. Nó ngay là khi cái logo của nó quay lên. Thường trên mỗi vô lăng là có logo của cái thương hiệu của cái thương hiệu xe, thì mình sẽ điều chỉnh sao cho nó quay lên cho nó ngay. Rồi mình đưa cái mí nè, cái mí giáp của bao tay lái nè, mình đưa xuống phía dưới, thì mình lắp từ dưới lên trên nha các bạn. Đây rất là dễ, đây các bạn, đây để mình điều chỉnh cái điện thoại lại cho ngay các bạn dễ thấy nha. Rồi vâng, các bạn có thể thấy rõ rồi đó. Thì đây nè, là cái mí dưới phía dưới nè các bạn, mình để phía dưới cái vô lăng nè, cho nó ngay tầm phía dưới nè. Rồi xong á, mình sẽ lộn nó lên, lộn cái lằn phía dưới này lên cho đi vô trong, cho nó gá lên. Cho gá lên thì mình đẩy vô, mình đi đều hai bên nha các bạn. Bên đây cũng vậy, mình sẽ lộn lên và mình tung nó vô, rất là dễ luôn. Thường thì nếu mà các bạn mua bao tay lái mà xịn á, nó dễ lắp lắm. Còn cái loại mà bao tay lái mà nó dở á, thì nó rất là chai và nó rất là cứng, rất là khó để lắp vô nha các bạn. Và khi lắp vô xong thì những cái đường chỉ của bao tay lái nó cũng sẽ sứt ra luôn đó, thì nó gây tốn tiền cho các bạn đó. Đây các bạn lộn lên gì nè, chúng ta đưa vô đây đó, và chúng ta đẩy lên nè, cuộn ta lên nè, là xong. Và cái mình đi qua tới bên đây thì mình cũng lộn lên luôn đó, rồi mình lắp lên đây đó. Còn cái cuối cùng nè, mình đưa lên đây đó, rồi xong cái bao tay lái nha các bạn. Bạn để ý nè, hai bên của thường cái bao tay lái á, nó sẽ có hai bên, thì hai bên nó sẽ là những cái nó sẽ có kiểu để mà tạo cái độ nhám của cái bao tay lái. Thường thì hai bên này là sẽ có cái vị trí nhám sẽ nằm ở hai bên của vô lăng nha các bạn. Đó, các bạn thấy hai bên nè, đó đây nè, đây nè. Đó, thì khi mình lắp xong á, mình điều chỉnh nó cho nó ngay ngắn lại. Đó, cơ bản tương đối như vậy thôi. Cho các bạn xem cận cảnh này. Các bạn thấy nè,
hai bên này thấy chưa, cái vị trí bên 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 phải nè, đó có những vết nhám để mà khi mình lái xe thì khi mình cái tay mình đặt lên á, mình sẽ cảm nhận được cái vị trí và nó sẽ có độ bám khi mình đánh đánh lái nha các bạn. Mình đang như vậy nè. Còn cái đường chỉ nằm phía dưới nè, để mang tính thẩm mỹ nha các bạn. Chứ bây giờ các bạn quay quay lên đây á, quay cái đường chỉ nói lên đây nó nhìn nó rất là xấu. Còn quay dưới thì che bớt đi thì nó đỡ xấu hơn. Đó, đó là độ thẩm mỹ thôi. Đó, và cơ bản thì lắp bao tay lái cũng tương đối cũng dễ vậy thôi. Để các bạn có thể xem clip này thì có thể tự làm tại nhà luôn, chứ không cần phải nhờ mấy anh em phụ kiện gì hết. Phụ nữ lắp cũng được nha các bạn. Rất là dễ. Rồi thì mình xin kết thúc clip tại đây. Thì thông qua clip thì muốn có một cái nhìn thực tế nhất để cho các bạn tham khảo thêm, để chúng ta có thể lựa chọn cái bao tay lái cũng như là cách lắp lên tự tay làm vậy để tốt lại cái xe yêu thương của mình nha các bạn. Tại vì cái xe thì nỗi lần mình leo lên xe á, thì nó giống như là cái căn nhà của mình vậy đó. Mình sao mình chỉnh chu nó cho nó đẹp, cho nó thoải mái, để mình leo lên xe mình cảm giác mình đi đường nó cũng thoải mái nha các bạn. Đó thì vài phút để mình chia sẻ đến các bạn. Thì nếu như các bạn có bất kỳ liên quan, bất kỳ một cái thắc mắc nào liên quan đến vấn đề về xe cũng như là mua bán, trao đổi xe cũ xe mới á, thì hãy gọi cho mình, thì mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn trong cái tầm hiểu biết của mình nha các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.